đây trung tâm huyện rồi đây. Huyện vùng biên. Đó phía bên tay trái mình đó là thủy điện xây sang đó. Đây. Đây thấy rõ hơn này. Chào mọi người. Mời mọi người tiếp tục theo dõi cuộc hành trình của mình trên quốc lộ 14C, chạy dọc biên giới Việt Nam Campuchia, đoạn qua huyện Ia Hờ Đờ Rai của tỉnh Kon Tum. Đây là video thứ 4 trong cuộc hành trình này. Mời mọi người cùng đồng hành với mình nhé. Rồi mình chuẩn bị tới địa phận qua cái cầu này là mình tới địa phận huyện khác rồi. Địa phận huyện Ia Hờ Đờ Rai. Như vậy là qua huyện Sa Thầy. Nhóm bộ đội kéo dây thông tin. Đường 6 như rứa. Nói chung cái đoạn này thì không được đẹp lắm, cả đường lẫn phong cảnh, cho nên quay vậy thôi. Chỗ km 61 á. Đoạn này có rừng lại rồi. Sau một đoạn đường dài cỡ chục cây số là nhà dân, giờ bắt đầu thấp hé có rừng trở lại. Nhưng bên trái mình thì rừng nè, bên phải thì cao su thôi. Đi cho biết đó thôi, chứ đường này thì theo mình cho đến thời điểm hiện tại này phong cảnh không đẹp. Nhưng đi cho biết thôi. Khám phá nhiều con đường để cho biết. Chắc vùng này thì
Thái dân họ đi xe máy đâu có đội mũ bảo hiểm rồi gì đâu. Chắc không có công an. Phía bên phải mình có một dòng sông này, nhưng do xe em thấp quá mà cỏ hai bên đường thì cao cho nên không nhìn thấy, camera không quay được, chứ mà mình thì mình nhìn thấy. Nghỉ uống nước tí. Giờ gần 3:30 rồi. Đây, ngay quốc lộ, ngay km 67. Đường vắng tanh, thỉnh thoảng có xe chạy thôi. Đây cao su. Bên này rừng. Rồi tiếp tục. Nói chung là mấy cái đoạn chỗ này thì cũng bình thường, mình quay ít đó thôi. Bên nào trong túi nhiều ghê ta. Ở bên phải mình á, chắc là cái nông trường, cái công ty chuối nào đây. Bạc ngàn chuối. Đủ khi luôn mét 68 á. Đó. Giờ mất cây rồi, cây bên đường che mất rồi. Rộng lắm. Bạc ngàn luôn. Sầu riêng nữa nè.
đây có một nhóm công nhân bộ đội kéo dây liên lạc này, chắc sắp về rồi. Số đó là lính nghĩa vụ đó. Nói chung mấy cái đoạn này thì nguyên đoạn dài của này thì không có gì. Không có cái gì đặc biệt đẹp hết. Cho nên mình hạn chế quay. Quay về mà không ai xem thì thôi, quay ít thôi, rút gọn lại. Suốt đoạn đường dài, phong cảnh nó không có gì đặc biệt, mình không quay. Giờ quay tí coi thử sao. Đó, phong cảnh rất thôi. Này thì không có đồi núi. Khúc này thì đường cũng đẹp. Không có đồi núi đắt bằng bằng phẳng. Bằng phẳng thì cũng không bằng phẳng nhưng mà đồi dốc nó không bao nhiêu. Còn phong cảnh thì na ná như rứa đó. Đây là thuộc thôn 1, La Đom, La Hờ Đờ Rai, huyện Ia, Hờ Đờ Rai. Đã sau mấy chục cây số mình không quay, bây giờ mình cập nhật tới thôn đó đó, thôn mình mới đọc đó, giờ biểu mình đọc lại thì chịu, quên rồi. Công an xã Y A Đom bên phải mình này. Hôm nay này đường đẹp, nhỏ nhưng đẹp, hình như mới làm, mới sửa lại á. Ở đây người dân họ trồng đào luồng hậu. Đó, bên phải mình là đào đó. Đất này thì chắc chỉ có trồng đào thôi. Ô, mát quá. Quá mát luôn. Cứ cho tối mình nó lạnh chứ.
rẽ phải là đường 711. Đó, qua cái cầu nó đó là 6 km nữa là đường 711. Còn mình tiếp tục đi phía này, phía trái. Bên phải mình là cây xanh. Nói chung tuyến đường này thì cho đến thời điểm mình đi đây thì cũng có xăng đây ra, xa nhất là 50 cây, chưa tới đâu. Cũng có cây xăng đây ra. Đây là xã Iada rồi, Iada. Cầu suối đá, chắc suối có đá hay sao. Tới đây thằng đến đây là ranh giới Kon Tum với Gia Lai rồi phải, không biết, để mình coi map thử. Đây chưa phải ranh giới giữa Kon Tum với Gia Lai, gần tới huyện, trung tâm huyện Ia Đờ Rai. Mình mới coi map. Đây bên phải mình là chợ huyện Ia Hờ Đờ Rai. Nhóm mới cái nhà mấy dãy hôm trước là đây trung tâm huyện rồi đây. Huyện vùng biên. Đây hiện mới. Đây có nhà nghỉ nè. Vùng đây có nhà nghỉ nha mọi người. Nhà nghỉ ngay trung tâm huyện ấy. Hình như trung tâm huyện có xí đó thôi. Huyện biên giới thì vậy là ổn rồi. Đây bên mình là huyện ủy. Đây huyện ủy. Đây ủy ban, trụ sở hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân huyện Ia
Đờ Hờ Lai. Lấy thùng binh huyện. Bảo hiểm xã hội. Đây công an. Công an ha. Quay giấy tờ chứ. Bên phải mình là bưu điện. Xỉa máy không kịp. Đây vẫn còn con tôm. Iahderai huyện. Iahderai. Đọc cái chập cái quên mất. Đây bến xe đây. Thôi trung tâm hiện vậy thôi. Có gạch chéo rồi đó. Bên trái mình là doanh trại quân đội. Gần Gia Lai nên đường đẹp. Chạy xuống. Trường mầm non hoa mai.
Đây là khu vực xã E Tôi. E Tôi. Tôi chứ không phải tôi. Y A Tôi. Thôn Mộc. Thôn Mộc xã Y A Tôi. Ở phía trước toàn cỏ hồng không kìa. Đi đâu cho xa. Cũng là cỏ hồng nhưng mà ở Đà Lạt thì khách du lịch tới nườm nượp. Tới đây ngay cái chân lạnh lạnh rồi. Xưa mình nghĩ chưa đi, mình nghĩ cái đoạn này cũng xấu lắm nè. Nhưng mà không ngờ nó lại đẹp. Cầu Chư Xe Sang chính đây nữa. Rẽ phải. Mình là rẽ phải thôi. Coi từ rẽ trái là đi đâu. Quăng lại hồi nãy mình đọc không kịp. Rẽ trái là điểm dân cư 64, 40 cây nữa. Cầu Xe Sang 9 cây nữa. Tức là cầu Xe Sang là hình như là ranh giới giữa Kon Tum với Gia Lai. Điểm này là thôn 7 E Tơi, huyện Y A Hờ Đờ Rai, Kon Tum.
bên phải mình công phu cao su, làm chi mà bóp còi liên hồi. Đồn biên phòng 173 rẽ phải, 713 học sinh bây giờ bắt đầu về đó. Xe đưa đón học sinh mà xe cũ bét, kiểu đó có ngày tai nạn. Không biết kiểm tra chất lượng những xe đó như thế nào mà giao chở người. Mà ở đây là học sinh, trẻ em nữa nhé. Đoạn này hai bên là cao su mát mẻ, mà có không cao su thì giờ cũng mát rồi. Nhìn chung cho tới đoạn này thì mình thấy đa phần cũng cao su nhiều. Còn cái khu vực chỗ đầu 19 xe thì cỡ nằm tầm cây số 35 cho đến 50 thì còn có rừng. Còn nhìn chung khu vực gần Gia Lai này thì cũng hết rừng rồi. Những đường thì đẹp hơn. Giờ km bao nhiêu rồi không biết. Nó sang km nó sửa lại không đọc được. Mà hồi nãy cũng thấy mờ mờ. Hình như xe sang còn 4 cây nữa. Một cây nữa là về Gia Sang, cũng 70 cây nữa mới về Gia Lai. Xe sang 1 kg như vậy là cái đường vắng đi xong xe sang thôi chứ. Đã đi hồ xe sang nha, hồ thủy điện.
Đó, phía bên tay trái mình đó là thủy điện xây sang đó. Đây, đây thấy rõ hơn này. Đây, cầu xe xa. Cầu xe sang, ranh giới giữa Gia Lai và Kon Tum. Video mình kết thúc tại đây. Mời mọi người tiếp tục theo dõi cuộc hành trình của mình trên quốc lộ 14C đoạn qua tỉnh Gia Lai nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.